Vâng các bạn ạ, ở đây thì Tuấn Anh đang có một dàn xe số tự động của con nhé. Một dàn xe số tự động mà toàn những chiếc xe 7 chỗ hoặc 5 chỗ gầm cao thôi. Thực ra đây là những cái mẫu xe mà rất là đẳng cấp. Và cái tầm tiền của nó thì cũng có con chỉ hơn 100, có con hơn 200, có con hơn 300. Ở đây thì em đang có cả máy dầu, máy xăng. Có hai chiếc xe bán tải Ford Ranger, hai chiếc xe Toyota Fortuner, hai chiếc Ford Everest, một chiếc Tucson, một chiếc Mercedes, một chiếc Santa Fe, một chiếc CRV và một chiếc Captiva. Nghe đến những cái dòng xe này thì anh em biết là dành cho những người nào mà không có chạy taxi, chỉ có chạy công trường, công trình hay chạy gia đình thì khá là hợp lý cho anh em. Nhất là những anh em nào mà đã cao to, đẹp trai và có vài cái hình xăm trên người, chạy những dòng này thì cực kỳ chất luôn. Còn những bác nào mà lùn lùn một tí thì lại nâng cái tầm đẳng cấp của mình lên khi bước xuống một con xe như thế này. Đơn giản như các bác bỏ ra tầm tiền hơn 300 triệu, các bác mua một chiếc xe mới như Kia Morning hay là VinFast Fadin. Nhưng mà thực ra các bác chạy dòng đó xong bác lên ngồi những cái dòng xe như thế này thì không khác gì là các bác dùng một chiếc xe, một chiếc điện thoại trắng đen và một chiếc iPhone 15. Đấy, hoặc là các bác đang xem một chiếc TV nó chỉ có 21 inch ngày xưa thôi, nhưng bây giờ các bác xem một chiếc xe, chiếc TV khoảng tầm 65-70 inch. Đấy, cảm giác cả nó sướng như thế. Khi chúng ta ngồi quan sát trên chiếc xe này và chúng ta ngồi chạy trên chiếc xe này, nó rộng rãi, nó đầm, nó không bị bí bách như những cái chiếc xe mà Morning hay là i10 ở phân khúc A. Đấy là cái khía cạnh mà chúng ta nhìn vào. Còn thực tế khi chúng ta ngồi trên xe thì chúng ta có thể cảm giác được nó chất lượng như thế nào. Nhưng nếu về ngoại cảnh thì chúng ta có thể thấy được không phải là bác nào cũng có điều kiện hay là các bác nào cũng có mua cái chiếc xe này. Vì có thể nói ví dụ như là cái địa hình của các bác không thể đi được những chiếc xe như này, và cái công việc của các bác không thể chạy được những chiếc xe như này, thì các bác cũng không mua những chiếc xe như thế này làm gì, nó rất là phí. Ở đây tôi đang quay dành cho những các bác nào rất là cần, có nhu cầu về cái chiếc xe này, làm sao nó phù hợp với tất cả cái công việc, địa hình, mọi thứ của các bác. Cái thứ hai là với những cái dòng xe nhỏ gọn thì nó khá là tiết kiệm nhiên liệu dành cho các bác, đấy chị em. Nhưng dòng này thì nó lại tốn nhiên liệu hơn và nó có thể nó hầm hố hơn. Tuy nhiên thì nó là xe cũ đời cũng khá là sâu chứ không phải là lông. Và ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu cho anh em một cái dàn xe cao to đen hôi, cực kỳ cơ bắp khỏe mạnh và chỉ có số tự động cho các bác thôi. Có cả máy dầu, máy xăng và cái tầm giá của nó hơn 100 triệu. Hôm nay Tuấn Anh nói hơi dài về cái phần đầu nhưng không sao, các bác đã vừa nói và các bạn có thể vừa nhìn được. Đây, ở đây em đang có hai chiếc xe Ford bán tải, đó là một chiếc Ford Ranger đời 2009 biển 98A13195 màu vàng cát. Con này là 2009, máy dầu số tự động 2.5. Con này thì đời của nó là đời 2009 form cũ. Và giá của nó thì đâu đó khoảng tầm 260 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc bán tải này rồi. Đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2023. Thực ra với dòng bán tải thì nó phù hợp với các bác nào mà có nhu cầu chở đồ, chở hàng. Ở những cái form đời cũ như thế này, chở đồ, chở hàng thì anh em có thể thấy đây là một cái mẫu xe rất cần thiết cho các bác. Chúng ta có thể chở được 5 người và nó có cả chở những cái phụ kiện mà chúng ta lao động ở phía sau. Và dòng này thì nó là máy dầu. Máy dầu thì nó khá là tiết kiệm nhiên liệu cho quý hàng và quý bà con. Vẫn được có 5 chỗ ngồi và có những vẫn 5 chỗ ngồi bình thường luôn. Và số tự động một con nhé. Máy dầu 2.5 số tự động, màn hình Android đầy đủ. Ford Ranger, một trong những dòng xe nhập khẩu nguyên con của Thái Lan. Một chiếc xe khá là chất lượng cho quý hàng. Nhưng chúng ta với cái phù hợp với công việc là chở đồ, chở hàng, chúng ta sử dụng những cái dòng xe đời cũ như thế này, đi công trường, công trình thì chúng ta đỡ vất là mưa, vất nắng, đỡ ngại. Nhưng sang chiếc Ford Ranger bên đây thì em thấy rằng nếu chiếc xe này thì anh em đi chơi cũng được, đi chơi cũng được. Vâng, không cần phải là chở đồ, chở hàng, vẫn mua bán tải đi bình thường. Vì sao? Vì con này nó đời 2020 và form dáng của nó khá đẹp, tính năng an toàn cũng khá là cao. Và anh em có thể đam mê về dòng bán tải thì anh em có thể đi chơi được thoải mái luôn. Đăng kiểm chiếc 6 tháng 6 năm 2024, biển 69 của tỉnh Cà Mau. Con này thì bên em sẽ lao rút hồ sơ gốc cho anh em, cam kết cho anh em là máy zin keo chỉ zin màu trắng bản XLS 2.2 một cầu số tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Một chiếc xe Ford Ranger XLS 2.2 một cầu số tự động máy dầu. Với dòng xe này thì nó cam kết cho anh em với chiếc xe này là zin cả cây luôn, zin cả cây. Trang bị cờ đuôi Cancho ga tự động này, và volume thì khá là, cái bàn phím của nó thì anh em thấy được đây, nó tích hợp khá nhiều thứ. Màn hình, âm thanh, nội thất, ghế lỉ nguyên bản, xe chạy được hơn 5 vạn.
dòng bán tải là một cái dòng xe chạy cũng khá là nhiều. Vì sao? Vì bán tải người ta chạy chủ yếu là khá là nhiều, cũng giống như dòng xe khác của con nhé. Trần 5D lắp thùng của nó thì gần như là sơn nhựa của nó chưa động chạm gì. Sơn nhựa của nó gần như chưa động chạm gì. Con này thì em bán là 548 triệu, nhưng thực sự là Tuấn Anh nói thật với các bác là bán hàng thì ai cũng muốn có lãi, nhưng với chiếc xe này thì Tuấn Anh không cần lấy lãi nhiều và hầu như là bán hộ người ta thôi. Con này thì hiện tại 545 triệu, nhưng các bác nào giả đến tầm 520 hay là tầm dưới một tí, bên em bao hồ sơ em vẫn bán cho các bạn, vì thực ra bán con này em chỉ lấy lương có vài đồng uống cà phê thôi, chứ là xe thực ra này em bán hộ nhưng mà con nhé. Với giá là 548 triệu, nhưng mà anh em nào gọi điện trực tiếp cho anh có phải không, thì em sẽ có một cái giá ưu đãi nhất và có trách nhiệm rút hồ sơ. Tuy là bán hộ nhưng vẫn có trách nhiệm rút hồ sơ này, đảm bảo pháp lý cho anh em và cam kết về văn bản giấy tờ cho anh em, chứ không phải là bán hộ là bán xong là xong mà con nhé. Một chiếc Ford Ranger anh em có thể mua đi chơi cũng được, và anh em nào đang cần về chiếc xe này với giá tầm loanh quanh nhô 500 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc bán tải. Đấy, rất là đẹp. Ở bên đây thì Tuấn Anh đang có thêm cho anh em hai chiếc xe Toyota Fortuner, một chiếc xe 2011 và một chiếc xe 2010. Đều là máy xăng số tự động 2 cầu 2.7V, không có máy dầu vào dòng xe này. Máy dầu thì chỉ có số sàn, hoặc là cái đời này chỉ số sàn thôi, mà số tự động thì nó phải đời cao hơn 2017 2018. Chiếc xe đang đeo biển 15A202965, một chiếc Fortuner 2011, đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Giá của nó thì hiện tại là Tuấn Anh chỉ bán với giá 358 triệu đồng, có bớt có bao hồ sơ cho anh em. Con này thì sơn xi màu ghi nhé, ghi kiểu ghi dạng đen đấy, biển Hải Phòng, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, hộp số tự động. Dòng này thì chạy thì rất là ok cho anh em rồi, đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Bên trong xe thì được trang bị nội thất và ghế da, đầu đài màn hình đầy đủ, ghế điện. Cam kết cho anh em không đâm va đâm xô tai nạn, không gặp nước. Máy zin từ mặt dàn cò. Nội thất thì khá là đẹp. Dòng này 7 chỗ ngồi, anh em nào mà đang chạy con Morning ghẻ hay là Morning xịn đi thì ngồi lên chiếc xe này chạy, tuy nó đời 2011 thôi nhưng mà chạy nó rất là chắc và hơn hẳn so với những cái dòng xe Morning 2020-21 luôn. Tầm tiền của nó chỉ có 358 triệu cho bà con, một chiếc Fortuner 2011 với giá 358 triệu đồng. Trang bị đầy đủ màn hình, cam nồi, và đặc biệt là cam kết cho quý khách hàng là xe của nó là zin toàn tập, không lỗi, keo chỉ zin, máy số zin, rất là đẹp cho anh em. Đấy, anh em nào thích cái dòng Fortuner này thì đây là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao chất nhất của dòng Ford, của dòng Toyota nhé, cực kỳ chất và có thương hiệu bền này. Dòng này để mà nói chạy, chúng ta chạy thì không bao giờ hỏng được, thực sự các bạn, trừ những chiếc xe mà nó bị lỗi thôi, chứ còn đâu, hoặc là nó có trục trặc thôi, chứ còn đâu, dòng này chạy chắc chắn rằng không bao giờ hỏng được, 15 20 năm cũng không bao giờ phải làm lại máy. Ở bên đây thì em đang có một chiếc xe Fortuner 2010. Con này thì biển Hà Nội, cho anh em khu vực Hà Nội Sài Gòn mua chiếc xe này cũng khá là ok cho bà con. Thực ra thì đây cũng là một chiếc xe 7 chỗ cũng khá là hợp bố cho anh em, chỉ khác cái màu bạc thôi. Giá con này thì cũng tương đối là rẻ và hợp lý. Em đang bán trên đầu giá là 350 triệu, nhưng nếu như quý khách hàng nào mà trực tiếp gọi điện cho em, không phải qua một trung gian nào cả, bà con nhé. Các bạn mua xe, em thì quản lý xe đây. Đấy, nên là tất cả những đầu xe thì Tuấn Anh có bán cho anh em một cái giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em. Ví dụ như chiếc xe này, đó, giá anh em cửa hàng đưa lên là 350 triệu là đã giảm rồi. Đời 2010, máy zin, keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi, màu bạc, để cho anh em khoảng tầm 320 triệu. Nói luôn cho anh em thẳng căng như thế, bớt hẳn cho anh em, trực tiếp bớt cho anh em 30 triệu đồng với chiếc Fortuner 2010 này. Anh em nói bé thôi, không anh em khác nghe thấy thì đâm rất là khó cho em. Thực ra thì Tuấn Anh bán hàng nó rất có uy tín ở cái chỗ là thực sao? Không phải uy tín ở chỗ anh em bán rẻ đâu, không phải uy tín ở cái chỗ là kênh của anh em nhiều đâu, mà uy tín ở cái chỗ là có gì nói đấy, bán hàng thật, xe như thế nào tả thật như thế, taxi nói taxi, gia đình nói gia đình, lỗi nói lỗi, giá rẻ thì như thế nào đó, đúng ạ, chứ không phải là bán hàng lúc nào ông cũng mở mồm ra là máy zin, keo chỉ zin mà không đúng với chất lượng chiếc xe, mà ông chỉ để câu khách hàng đến. Và thực ra thì Tuấn Anh chỉ không có uy tín ở những phần đó, mà uy tín ở cái chỗ mà lấy được uy tín của Tuấn Anh chỉ có là có thế nào nói thế, nói thật luôn đó nhá. Vâng, với tiếp theo đây thì em lại có thêm cho anh em hai chiếc xe Ford Everest. Hai chiếc xe này thì nó lại là máy dầu đấy, tầm tiền dưới 300 triệu. Hai chiếc Ford Everest này thì sản xuất năm 2008, máy dầu số tự động, 7 chỗ ngồi, 2.5, một trong cái dòng xe đến từ thương hiệu Ford của Mỹ. Đấy, anh em thích đi Fortuner cũng được, mà thích đi Ford Everest cũng được, anh em thích máy dầu thì đây
Ở đây có hàng trước, con này thì 208 thôi. Giá của nó thì đâu đó khoảng tầm 290 bà con nhá. 290 một chiếc xe như thế này, đang bán 299 triệu nhưng tôi anh chỉ báo cho anh em là 290 triệu thôi. Con biển 21 này thì 208 máy dầu, đăng kiểm thì tháng 7 năm 2023, gần hết đăng kiểm rồi. Nhưng mà về đăng kiểm thì anh em cứ mua xe bên em mà hết đăng kiểm thì em có trách nhiệm đăng kiểm cho quý khách hàng và quý bà con. Nội thất chiếc xe thì khá đẹp, số tự động 2.5 một cầu bà con nhá. 7 chỗ ngồi cũng khá rộng rãi, hệ thống nốt treo sau. Thực ra thì những anh em nào mà cao to chạy những cái dòng xe mà em đưa lên đây thì khá là ok. Cao to, đậm người một chút mà nhất lại có vài cái hình xăm ở cánh tay nữa, mà chạy con này thì nó quá là mượt luôn. Quá là mượt luôn bà con nhá. Bên đây cũng vậy thôi. Cũng chỉ có cái tầm giá đâu đó 290 thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Mà anh em nào mà người bé bé một chút ấy mà chỉnh cẩn thận lên nên ngồi con này, bước xuống xe thôi lại sang hẳn cái thằng người lên. Bà con thấy được, kể cả em thấy những cái chị gái mà có cái cá tính rất là cao, ngồi lên những chiếc xe cao như này cũng thấy rất là hay cho anh em, rất là có cá tính. Với dòng Ford Fiesta này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó, số tự động nó rơi tầm khoảng 7 lít đến 7 lít rưỡi dầu trên 100 km và chở đủ 8 người, có 3 dàn điều hòa phía sau. Em nói chung về hai chiếc xe này nhá. Máy của nó thì máy turbo 2.5. Đăng kiểm con biển Hà Nội này thì đến tháng 5 năm 2024. Xe của nó thì khá là đẹp cho anh em. Cả hai con thì cam kết cho anh em là máy zin, keo chỉ zin đến 99%. Sơn thì chắc chắn là tuốt lại rồi. Bà con nhá, nói luôn cho bà con là vậy. Còn đó, xe thì cứ bảo hành máy cho các bạn 3 tháng. Đấy bà con đấy, 3 tháng về phần khoang máy, động cơ cho anh em thoải mái đi. Giá loanh quanh đâu đó tầm khoảng 290 thôi. Vâng, ở đây thì em đang có Honda, Hyundai, Mẹc và Chevrolet nhá. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Tucson. Với Tucson thì nó là 5 chỗ thôi bà con ạ. Nó là 5 chỗ thôi, nhưng mà nó là gầm 5 chỗ gầm cao nhá. Con này thì số tự động, máy xăng 2.0, 2 cầu. Bản này là bản full, cửa sổ trời, panorama toàn cảnh, đầy đủ start top, túi khí đầy đủ, gương kính chỉnh điện đầy đủ. Đăng kiểm con xe này thì đến tháng 3 năm 2024. Một mẫu xe mà chạy thì cũng khá là hợp lý và rất là đẹp form. Trang bị màn hình Android, điều hòa tự động, số zích zắc, máy eco. Anh em chỉ cần bỏ ra tầm tiền đâu đó hơn 300 triệu là ngồi lên chiếc Tucson này thì chả tội gì mà phải đi Morning E10 làm gì. Em nói luôn cho các bạn là như thế luôn, kể cả lên những chiếc sedan bình thường. Với cái tầm giá như con này thì hiện tại là tôi anh cũng nói nhỏ cho các bác để cho anh em 390 triệu thôi. Nói thật nhỏ thôi, để cho anh em 390 triệu thôi, chứ không ông nào dám để cho anh em cái giá đấy đâu. Nhất là bác nào mà ở biển Hải Phòng, 15A17333, bác nào muốn làm định danh cá nhân ở Hải Phòng, mua con xe này để biển như thế này. Không phải là vì cái biển em bán đâu, mà xe của nó khá là chất, như con này khá là chất luôn. Cam kết cho anh em độ đồng sơn của nó này. Sơn của nó sơn ca may khá là nhiều. Nội thất là ghế da nguyên bản, nó tuy nhăn nheo nhưng nó là nguyên bản bà con nhá. Dòng này chạy khá là ok. 5 chỗ ngồi. 5 chỗ ngồi 2 cầu. Đấy bà con nhá. Đây các bạn nhìn thấy đây. Phần khoang cốp của chiếc xe này. Khoang cốp của chiếc xe thì anh em có thể thấy nó rất là rộng, anh em có thể chở đồ, chở hàng khá là ok. Nếu không muốn bẩn phần này thì anh em có thể kê một miếng gỗ lên đây. Đấy, máy hút bụi hút biếc đầy đủ hết tiêu xe bà con nhé. Tất cả đều rất là đẹp cho anh em, cốp kiếc lúc dự phòng đầy đủ. Mà bỏ ra nói nhỏ cho anh em 390 triệu, không mua xe này thì mua xe nào? Form dáng rất là đẹp hơn rất nhiều những cái dòng xe tầm tiền như thế này. Nói về Mẹc thì nói thật các bác là nó đẳng cấp châu Âu rồi, chúng ta không phải bàn về nó rồi. Nói về Mẹc thì chúng ta đã có thể là đây là một mẫu xe hạng sang cho bà con. Đây là một chiếc Mẹc G, Mẹc GLK 300, cũng là một trong dòng xe 5 chỗ ngồi, form đời form cao, gầm cao, máy chất đây. Khoang cốp của nó thì cũng dựa dựa như chiếc Tucson bên kia, nhưng rất là đẳng cấp cho anh em. Rất cẩn thận với những cái phần nhựa, phần dự phòng của nó này. Tất cả phần này của nó còn rất là đẹp. Đời 2009, số tự động 3.0, nhưng con này thì xăng của nó thì ăn không quá 12 lít trên 100 km. Không quá 12 lít, chỉ loanh quanh đâu đó 10 lít thôi. Đấy, và các bạn nhìn thấy từ những cái chi tiết, những cái điểm nhấn của chiếc xe Mẹc nó đẳng cấp như thế nào thì các bạn biết ạ. Đây là một cái mẫu xe mà giá cũng chỉ có hơn 300 triệu thôi, để cho anh em đâu đó khoảng tầm 375 triệu đồng. 375 triệu đồng. Larang R19 inch. Larang R19 inch. Rất là đẹp cho anh em. Nội thất, nội ngoại thất màu trắng bà con nhé.
Trần nỉ nguyên bản, lội ngoại thất màu trắng. Tất cả hệ thống táp lô táp ly của nó này quá là đẹp. Con này zin cam kết cho anh em không lỗi. Trang bị hai ghế điện hai bên và nhớ ghế ba vị trí hai bên. Trang bị khá nhiều những cái đồ chơi option bên trong và rất là đẳng cấp cho anh em. Thực ra thì bỏ ra tầm tiền hơn 300 triệu sở hữu một chiếc xe Mercedes GLK 300 như chiếc xe này thì anh em có thể thấy được đây cũng là một cái giá cực kỳ hợp lý cho anh em. Với đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2024. Các bạn nhìn thấy tất cả những cái đường chi tiết cảm biến này, cảm biến quanh xe luôn cho anh em này. Cảm biến quanh xe để cho anh em hơn 300 triệu đăng kiểm mới tinh. Mới tinh tình tình luôn, đăng kiểm cái ăn ngay không lỗi gì luôn cho bà con nhé. Loanh quanh hơn 300 triệu. Đấy, bà con 375 triệu Mercedes GLK 300. Vâng, tiếp tục là một chiếc Hyundai Santa Fe. Nghe đến Hyundai Santa Fe là anh em sướng mồm rồi. Nhưng mà đây nó là Santa Fe Gold bà con nhá, đời cổ 2003. Nhưng được cái là giá của nó rất là rẻ và máy dầu số tự động 2.0, biển Bắc Giang 98A54607, đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Con này 2003 nhưng vẫn đăng kiểm 15 bà con nhá, quá ok luôn. Con này hiện tại bên em đang bán đâu đó là 185 triệu rồi, để cho anh em 185 triệu rồi. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Với dòng Santa Fe Gold này thì nó là một cái mẫu xe máy dầu 7 chỗ ngồi. Nhưng form của nó thì không thể rộng bằng những cái dòng xe như Fortuner hay là Ford Everest được. Và đây nó chỉ là một chiếc xe 5 cộng 2 thôi, gần như là 5 cộng 2. Điều hòa tự động, màn hình Android, cửa sổ trời, có cả ghế điện, nội thất ghế da, loại ngoại thất màu đỏ. Vâng, 85 triệu, đấy, một chiếc Santa Fe Gold 2003. Đấy, máy dầu số tự động, form dáng của nó thì hơi cổ chút nhưng mà các bác nào ít tiền, cái tầm tiền hơn 100 triệu chạy con này nó cũng khá hợp lý cho anh em rồi. Biển Bắc Rang 98A54607 bà con nhé. 54607 là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Xe của nó thân vỏ cực kỳ ok luôn, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc nhé. Thân vỏ chắc này, gõ đau tay luôn. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc luôn. Vâng, tiếp tục là một mẫu Honda CR-V đến từ thương hiệu của Nhật Bản, nhập khẩu nguyên con. Con này thì đăng kiểm khá là dài, một năm nữa sao ấy. Biển 18A14949 Bắc Lào quê Nam Định. Muốn định danh cái biển 14949 biển độc như thế này thì lấy con này vài khó ok, giá tầm hơn 200 triệu. Đời 2007, có cả cửa sổ trời. Nội thất là ghế da, ba màn hình. Chả biết còn hoạt động không nhưng mà lắp ở đây là ba màn hình luôn. Tất cả hệ thống táp lô táp ly của nó khá đẹp cho anh em này. Với tầm tiền đâu đó 275 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Honda CR-V 2007 số tự động 2.0 nhập khẩu cho anh em. Bà con thấy đây, tất cả là gương kính chỉnh điện này, vô lăng tích hợp này, số này, cửa sổ trời này, gương kính chỉnh điện này, form dáng thì cực kỳ ok và chất lượng cho anh em và bà con. Với tầm tiền hơn 200 triệu, 275 triệu là bà con đã sở hữu chiếc xe này. Đăng kiểm thì em sẽ đăng kiểm mới cho anh em 1 năm, đây đăng kiểm tháng 6 năm 2023. Và em sẽ nói là đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024 cho anh em. Rất là ok cho anh em, bao đăng kiểm, bao hồ sơ gốc. Tiếp tục là một cái mẫu xe cũng khá là hầm hố, cực kỳ hầm hố. Vì sao? Vì con này form dáng của nó đẹp. Nếu như cái tầm tiền giá như con này, kiếm một chiếc xe form dáng đẹp và số tự động như con này thì rất là hiếm. Với cái giá chỉ có 230 triệu đồng thôi. Một chiếc Captiva 2009 số tự động, máy 2.4, biển Hải Phòng, màu vàng cát. Đây các bạn có thể chiêm ngưỡng về cái phần đầu của nó cũng như là phần ngang thân của chiếc xe thì anh thấy form dáng của nó thì chắc chắn rằng ở cái tầm tiền như vậy thì không có con nào mà ăn được đứt con này cả. Vâng, 2.4 thì tất nhiên rồi, mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng loanh quanh đâu đó 10 lít trên 100 km. Tên tư nhân, biển Hải Phòng, 7 chỗ ngồi. Đặc biệt thì với dòng xe này thì anh em có thể gấp bằng cái ghế đằng sau được, gấp bằng cái ghế đằng sau được nha bà con nhé. 7 chỗ như anh em có thể gấp bằng như thế này được, anh em kéo kia lên là nó sẽ thành 7 chỗ. Nó giống như dòng Kia Carian. Vâng, ở nhà em có cả Kia Carian nhưng mà hôm nay thì em chỉ quay số tự động nên là em không đánh ra. Có hai chiếc Carian, một chiếc 10 đời 16 và một chiếc xe đời 2010. Với chiếc xe này thì nó là ghế điện này. Và ghế điện này, ghế điện này. Chân nỉ nguyên bản khá đẹp, để cho anh em 230 triệu đồng. Khuyến mại cho anh em một cái mẫu xe mà cuối cùng đó là số sàn, nhưng mà con này chỉ có hơn 100 triệu thôi. Bán tải số sàn 211 Premier Max. Con này thì sản xuất 211, máy dầu 3.2 số sàn. Đó, con này thì nó không có ở trong cái ngày hôm nay nhưng Tuấn Anh khuyến mại về cái xe này. Chỉ có đâu đó 140 triệu thôi. 140 triệu thôi bà con đã sở hữu được một chiếc bán tải Premier Max nhá, thương hiệu đến từ sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, số sàn 3.2, máy nổ rất là êm.
còi kêu, âm thanh hay, máy chất cực kỳ luôn. Các bác nào đi công trường, công trình, chở đồ, chở hàng đó, thì con này thì khá là ok. Đời 21 tên niên hạn của nó thì cũng còn khá là dài cho anh em đó. Vậy thì bà con các chị em nào quan tâm về chiếc xe này hay cả cái dàn xe mà Tuấn Anh vừa quay thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Xe này thì thứ chính chủ biển Thái Nguyên, bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé, mua ký nháy đàng hoàng. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Xin chào và gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.